Xin mến chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay thì mình sẽ có dịp đi thành phố Cần Thơ để quay những hình ảnh sau những cơn mưa lớn ở thành phố Cần Thơ. Hiện nay mình đang lên trên cầu các bạn, chuẩn bị đi vào thành phố Cần Thơ. Đây này là cầu Cái Răng các bạn. Hôm nay mình đang đi chạy trên cầu. Bây giờ mời các bạn cùng mình chia sẻ những hình ảnh này ở nơi đây. Hiện bây giờ thì mình đang đi thì trời đang mưa này các bạn. Hôm nay thì những ngày này thì chiều nó hay mưa cho nên phải đi ghi những hình ảnh này, nó hơi có mờ, các bạn thông cảm cho. Ở phía trước mình đã đi vào chỗ cái cầu xấu các bạn. Bây giờ mình đang đi vào khu vực này. Các bạn nhìn thấy cái hướng này là cái bộ binh cho cầu đầu sâu. Bây giờ mình sẽ quyết định đi về đường 3 tháng 2 các bạn. Hôm nay thì trời mưa nó rất lớn các bạn. Hôm nay thì mưa vừa tạnh nhẹ nhẹ. Mình tiếp tục đi hành trình để chia sẻ những hình ảnh này cho các bạn xem. Các bạn hôm nay xem những cái phim của mình hơi mờ, các bạn thông cảm cho là do mình đang quay ở trong cơn mưa luôn nha các bạn, chứ không có dừng lại. Hồi nãy cơn mưa lớn thì mình đã đục rồi, bây giờ tiếp tục những hành trình thì mình tranh thủ để mình đi ghi hình những cơn mưa sau phố Cần Thơ sau cơn mưa như thế nào. Thì hiện nay các bạn cũng thấy ở đây là bà con cũng đi rất là dập dìu ở nơi đây. Cái hướng này là mình đi vào đường 3 tháng 2 các bạn, là khu vực này là chỗ trường đại học của thành phố Cần Thơ các bạn. Đi bọc vào đường này một đoạn xem phong cảnh thành phố Cần Thơ sau cơn mưa. Đây những cửa hàng xe gắn máy các bạn. Là cảnh ở đây rất đẹp. Hiện nay thì các bạn cũng thấy mình đang có những cái giọt nước mà ở trời mưa nó gớt vào cái ống kính mình đó các bạn, hơi mờ mờ, các bạn thông cảm cho nghe đó, là nó gớt nữa rồi. Để mình chia sẻ cho các bạn những hình ảnh trong cơn mưa luôn. Đây hình ảnh này rất đẹp các bạn ơi. Hồi nãy ở đây mưa rất lớn các bạn, hơn một tiếng đồng hồ mình đục mưa ở dưới Ba Lan hồi nãy giờ cũng rất lâu, cho nên bây giờ mình tiếp tục đi cuộc hành trình vào thành phố Cần Thơ để chia sẻ. Từ nay tới chiều thì mình sẽ chia sẻ các bạn khu vực này trước. Cảnh thành phố Cần Thơ rất đẹp các bạn. Sau cơn mưa thì cái không khí mát mẻ nó trở lại với mình thoải mái lắm các bạn. Chỉ có cái là nước nó còn hơi nhiễu nhiễu đó các bạn. Tại vì hiện nay thì trời chưa dứt hẳn các bạn. Bầu trời thì nó hơi trong sáng nhưng mà mưa thì nó cũng còn nhỏ giọt chút đỉnh. Bây giờ đây các bạn nhìn thấy. Tại vì giờ này thì mưa vẫn còn rất hộp các bạn. Thì mình chia sẻ cho các bạn hình ảnh thì các bạn cũng thông cảm cho mình nhé. Để mà nhầm khi các bạn xem hơi mờ, các bạn đừng có chấp mình là phim không được trong, là do mình quay trong cơn mưa luôn các bạn. Cái ống kính mình bị rớt vào mưa. Mình chia sẻ nơi đây. Đường này đường 3 tháng 2 nha các bạn. Đường này thì mình chạy thẳng vào thì khu vực đại học Cần Thơ các bạn.
Ở đây thì thành phố Cần Thơ nó trồng cái hàng dừa hàng cao chính giữa rất đẹp các bạn. Đây, rất là đẹp. Trong thành phố mà có những cây xanh như vậy thì cho ra cái không khí rất trong lành các bạn. Thứ nhất là mình đi vào dịp cái sau cơn mưa thì cái không khí nó càng mát mẻ hơn nhiều. Ở đây cũng là con đường 3 tháng 2 này cũng là đường chính các bạn. Ngày trước thì mình đi thành phố mình cũng đi đường này nè các bạn. Bây giờ cũng vậy. Mà mình không còn qua phà thì người ta bọc đường ngoài người ta đi. Ngày trước thì người ta đi đường này thì đã qua phà xuống phà Cần Thơ các bạn. Bây giờ thì có đường ngoài đi lên cầu. Con đường này thì nó dẫn đường mà mình đi đường Châu Đốc lắm các bạn. Là Long Xuyên. Thì đi con đường này cũng là đường chính. Ở trước mưa lớn đó các bạn, bây giờ mình sẽ quay đầu xe trở lại các bạn. Khu vực trước mưa lớn quá. Các bạn nhìn thấy những giọt mưa nó rớt rớt tụm trước mặt mình hoài luôn. Ở phía dưới này thì nó tạnh nè các bạn, mà mình phục lên trên thì mưa ngày càng lớn các bạn. Mình sẽ quay trở lại mình kiếm chỗ để mình đục luôn quá các. Giờ này thì còn mưa thì đường phố nó hơi vắng nha các bạn. Ta tấp vào quán hết rồi. Còn mình tại vì mình muốn chia sẻ những hình ảnh này mình đi ngoài đường. Chỗ này mua bán xe các bạn. Cửa hàng. Đây, bây giờ hiện giờ đang mưa đầu rớt không hơi nặng các bạn ơi. Rồi vậy sông nước miền Tây xin cảm ơn các bạn đã cùng mình đi dạo một vòng ở thành phố Cần Thơ trong cơn mưa. Thì các bạn nhớ xem và ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, like, share. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ theo dõi những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Bây giờ mình sẽ tạm dừng ở đây để kiếm chỗ để mà tránh mưa chút xíu các bạn. Tại vì hột ướt hơi lớn rồi. Đi một hồi nữa là ướt hết nha. Mình sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một buổi tối xem phim thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân bạn bè. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của trong nước miền Tây.